Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Phải chăng đảng muốn quay lại thời kỳ toàn trị sau 1975? Ngày 27 tháng 5 trên trang Facebook cá nhân của tác giả Nguyễn Ngọc Chu có bài Lương có thể tăng nhưng tướng không thể loạn Bài bình về tình trạng phong tướng ồ ạt hiện nay Tác giả cho rằng từ cổ chí kim tướng là danh hiệu dành cho các bậc cầm quân xuất sắc. Tướng không phải là chức danh bán lấy tiền nộp ngân khố quốc gia như ông hiệu, ông cửu. Tướng càng không phải là danh hiệu để hội hè ăn mừng. Hình ảnh status trên trang cá nhân của tác giả Nguyễn Ngọc Chu. Một đất nước trong chiến tranh, tìm ra một đại tướng là đã khó. Huống chi trong thời bình, biết ai giỏi mà phong đại tướng. Tác giả nhận xét, chỉ nói riêng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trải qua cuộc chiến tranh kháng Pháp chống Mỹ với quân đội cả triệu người. Nhưng đến năm 1975 chỉ có 36 vị tướng, trong đó có hai đại tướng. Này tác giả cho biết vào thời bình, quân số không quá nửa triệu người, 448.500 quân thường trực. Mà tính đến ngày 16 tháng 5 2018, quân đội đã có 415 tướng, trong đó có ba đại tướng. 18 thượng tướng, 81 trung tướng. Theo luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014 thì quân đội được phép có tối đa 415 tướng. Vậy nhưng kỳ lạ thay, vào năm 2014, quân đội có đến 489 sĩ quan cấp tướng với công an. Theo tác giả, trước năm 1976, chỉ có 3 sĩ quan công an Việt Nam được phong tướng, nhưng đều thuộc lực lượng công an vũ trang, tức bộ đội biên phòng Việt Nam hiện nay. Theo Luật Công an Nhân dân năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, lực lượng Công an Nhân dân có tối đa 199 cấp tướng, trong đó có 1 đại tướng, 6 thượng tướng, 35 trung tướng, 157 thiếu tướng. Này tác giả cho hay trong phiên họp Quốc hội ngày 27 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đề xuất có thêm 6 vị trí hàm cấp tướng trong đó có một thượng tướng cho vị trí sĩ quan công an biệt phái được phê chuẩn chức vụ chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội không dừng lại ở đó ủy ban quốc phòng an ninh đề xuất nghiên cứu bổ sung một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là đại tướng đối với sĩ quan công an nhân dân biệt phái khi được đảng phân công và được quốc hội bầu giữ chức phó chủ tịch quốc hội hình ảnh đảng lại đề cập đến khái niệm sĩ quan công an biệt phái tác giả phân tích ở nước ta đảng lãnh đạo toàn diện những quyết định quan trọng nhất được quyết định bởi bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng tại bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đã có tất cả các tướng lĩnh cần thiết tham dự nếu quốc hội quyết định được những điều quan trọng về quốc phòng và an ninh mà bộ chính trị và ban chấp hành trung ương không thể quyết định được thì hãy nên xem xét hàm đại tướng cho vị trí phó chủ tịch quốc hội không biết lúc đó có ai đó lại đề nghị xem xét hàm nguyên soái cho vị chủ tịch quốc hội hay không. Theo luật Công an nhân dân năm 2018, sĩ quan công an biệt phái phải là những sĩ quan công an được điều đến công tác tại cơ quan tổ chức ngoài công an nhân dân theo quy định của pháp luật. Khái niệm này rất quen thuộc đối với công chức Việt Nam giai đoạn sau 1975. Ở thời đó, tất cả các ngành, các cơ quan nhà nước, công ty, xí nghiệp đều có sĩ quan công an hoặc quân đội biệt phái những sĩ quan này là lãnh đạo về mặt đảng đối với các cơ quan mà họ được biệt phái tới vì vậy đã xảy ra những chuyện khôi hài như một ông đại tá công an là bí thư chi bộ phó hiệu trưởng một trường đại học mỹ thuật tất nhiên ông ta chẳng biết gì về hội họa tuy nhiên vì là lãnh đạo nên ông ta có quyền tham gia vào các hoạt động nhà trường kể cả tuyển sinh hay chấm giải thưởng hội họa kết quả là những tác phẩm hạng bét của những họa sĩ bất tài nhưng giỏi su nịnh thì được giải còn những tác phẩm giá trị của những họa sĩ có tài nhưng không biết su nịnh thì không câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở những ngành nghề khác các vị trí biệt phái này đã bị bãi bỏ kể từ sau khi đảng thực hiện đổi mới với việc bộ trưởng bộ công an đề cập đến việc vị trí sĩ quan công an biệt phái giữ chức phó chủ tịch quốc hội phải chăng Đảng đang muốn quay lại kiểm soát xã hội theo kiểu toàn trị giai đoạn sau 1975. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Phải chăng đảng muốn quay lại thời kỳ toàn trị sau 1975? Dư luận phản đối đề xuất bù lỗ cho ngành điện của ông Nguyễn Thiện Nhân. Ngày 24 tháng 5, VOA Tiếng Việt có bài Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân gợi ý chi ngân sách 130.000 tỷ đồng để ngành điện cắt lỗ. Theo quan sát của VOA, đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hôm 23 tháng 5 đã đề xuất chi số tiền lên đến 130.000 tỷ đồng để giúp cho tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cắt lỗ. Khi Quốc hội họp bàn về dự thảo luật giá sửa đổi, nhiều người dân phản ứng trên mạng xã hội về ý kiến của ông Nhân cho rằng nó không hợp lý và có tính chất bảo vệ nhóm lợi ích. Hình ảnh bài trên VOA. Theo VOA, một số báo Việt Nam trong đó có Thanh niên và Sài Gòn Giải phóng trích dẫn phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân, một trong những đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội cho hay, trong 3 năm từ 2021 đến 2023, EVN có thể bị lỗ tổng cộng hơn 100.000 tỷ đồng trong sản xuất điện bằng 49% vốn điều lệ. Ngoài ra, tập đoàn này vẫn đang nợ các khách hàng 19.700 tỷ đồng đến hạn phải trả nhưng không có tiền để trả theo các bản tin trong nước. Các báo trong nước dẫn lời phát biểu của ông Nhân trong phiên thảo luận của Quốc hội cho biết rằng đến năm 2024 nếu giá điện không tăng, có dự báo là tổng lỗ tích lũy của EVN qua 4 năm sẽ còn tăng thêm nữa nằm trong khoảng từ 112.000 đến 144.000 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa là tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ mất từ 54 đến 70% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Thiện Nhân, người từng giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra ý tưởng lấy tổng vốn đầu tư công gần 130.000 tỷ đồng không sử dụng của năm 2022 để cắt lỗ cho EVN và như vậy tập đoàn này sẽ chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Truyền thông nhà nước cho hay, tường thuật của báo chí nhà nước cho biết vị đại biểu quốc hội nói rằng nếu thực hiện đề xuất này thì việc này sẽ giúp tập đoàn nhà nước lớn nhất Việt Nam không tiến tới trạng thái sắp phá sản vào năm 2024 mà sẽ phát triển bền vững. Lý giải về gợi ý của mình, ông Nhân nói rằng lâu nay nhà nước điều tiết giá điện ở Việt Nam bằng mệnh lệnh hành chính chứ không chi một đồng nào. Theo ông, phương pháp điều tiết giá đang làm hiện nay của nhà nước mà ông gọi là không hỗ trợ doanh nghiệp hoặc hỗ trợ trực tiếp cho người dân đã đẩy evn vào cảnh thua lỗ xem xét các yếu tố đó từ góc nhìn của mình đại biểu nguyễn thiện nhân đề nghị luật giá sửa đổi cần có thêm nội dung nói về nguyên tắc quản lý điều tiết giá của nhà nước theo đó nhà nước phải có nguồn lực tài chính công và dự trữ hàng hóa phù hợp với điều tiết giá voa cho biết dư luận trên mạng xã hội bao gồm tiếng nói của những facebooker có nhiều ảnh hưởng như nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện, các nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Tiến Tường, Hoàng Linh, nhà văn Phạm Viết Đào phản đối đề xuất của ông Nhân về việc dùng 130.000 tỷ đồng để giúp EVN cắt lỗ. Hình ảnh một status ngắn trên trang cá nhân của nhà báo Nguyễn Tiến Tường phản đối đề xuất của ông Nguyễn Thiện Nhân. Họ cho rằng EVN phải chấn chỉnh hoạt động của chính mình để không bị lỗ. Bên cạnh đó, Thanh tra nhà nước cần vào cuộc để làm rõ vì sao tập đoàn nắm thế độc quyền này bị thua lỗ kéo dài, đồng thời không được dùng tiền ngân sách, tức tiền thu thuế của người dân để hỗ trợ cho EVN. Theo tìm hiểu của VOA, số tiền 130.000 tỷ đồng cao hơn tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế là 120.112 tỷ đồng. Con số này được nêu trong một báo cáo của Bộ Tài chính với Quốc hội cách đây một năm. Số tiền dự kiến giúp EVN cắt lỗ cũng gần bằng một nửa của dự toán chi thường xuyên lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2022 là gần 276.000 tỷ đồng theo một báo cáo của chính phủ vào tháng 12 năm 2022. Không chỉ thường xuyên kinh doanh thua lỗ, dù nắm độc quyền, EVN còn không bảo đảm được nguồn cung điện tiêu dùng và sản xuất cho dân thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng mất điện cục bộ tại nhiều tỉnh thậm chí Hà Nội còn lên cả lịch cắt điện luân phiên quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin dư luận phản đối đề xuất bù lỗ cho ngành điện của ông Nguyễn Thiện Nhân quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm đề